khi coaching cho vài trường hợp tiền hôn nhân, cô Trang nhận được rất nhiều chia sẻ. Các bạn ấy chia sẻ rằng trong các mối quan hệ mà các bạn đang trọi vào thì các bạn rất là lo lắng đến lúc mà cái mối quan hệ đấy kết thúc. Và không chỉ những người trưởng thành, những cô gái, những chàng trai trẻ, mà cả những bạn ở độ tuổi teenager cũng chia sẻ với cô Trang rằng bọn con yêu nhau, bọn con thích nhau, nhưng bọn con cũng không biết là đến lúc nào thì bọn con thôi nhau. Và đến lúc đấy chắc là bọn con đau khổ lắm. Thế thì cô Trang thường chia sẻ với các thân chủ của mình như thế này: đừng bao giờ chú ý đến cái điểm kết thúc của một mối quan hệ trong khi chúng ta vẫn đang ở trong mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ yêu đương. Nếu trong tình yêu mà bạn đã bắt đầu có sự hoài nghi, lo lắng, sợ hãi, hoặc có một cái niềm tin nào đó mà nó bị rơi rụng mất, niềm tin vào chính mình, niềm tin vào nhân duyên, niềm tin vào đối tác, thì chắc chắn cái mối quan hệ đấy không được tận hưởng một chút hạnh phúc hoặc là những cái điều tích cực. Chúng ta đừng e ngại là sẽ có thể đến một lúc nào đấy mối quan hệ này nó sẽ kết thúc, bởi vì đó là tùy thuộc vào nhân duyên. Chúng ta sẽ tùy duyên, nhưng chúng ta hãy tin tưởng rằng chúng ta luôn nhận được những điều tốt đẹp, những bài học sâu sắc ở trong một mối quan hệ, và hãy tận hưởng cái hành trình mà chúng ta đang đi trong mối quan hệ đó, thay vì chúng ta lo sợ, chúng ta lo lắng, chúng ta mất niềm tin rằng là có thể mối quan hệ này diễn ra 6 tháng nữa, 1 năm nữa, hoặc một vài năm nữa thì nó sẽ kết thúc, và khi đó chúng ta sẽ đau khổ và đầy tổn thương. Nếu tổn thương, chúng ta lại chữa lành. Hãy cứ tận hưởng những mối quan hệ đó, hãy cứ yêu, hãy cứ quan sát để nhận ra những cái bài học trong từng mối quan hệ để chúng ta trưởng thành hơn. Đừng lo sợ đến điểm kết thúc của một mối quan hệ nào đó mà chúng ta đã bắt đầu rón rén, chúng ta bắt đầu e ngại, và chúng ta đã bắt đầu cảm giác thấy rằng mối quan hệ này không đi đến được cái điểm vĩnh viễn, cái điểm dài lâu. Đừng trông đợi về điều đó. Và không nhất cứ là yêu nhau là phải cưới nhau, không nhất cứ yêu nhau là phải kết hôn. Cho nên nếu như mà cứ trông đợi là yêu là phải kết hôn thì bạn đã ngay lập tức đánh mất sự tự do trong mối quan hệ đấy, và vô tình và vô hình chung là chúng ta ràng buộc cái mối quan hệ với nhau. Chúng ta sẽ có những cái cam kết, chúng ta sẽ có những cái tiên lượng đánh giá, và chúng ta sẽ có những cái cảm nhận, cái linh cảm để chúng ta cảm thấy rằng đó có phải thực sự là một nửa của mình hay không. Nhưng kể cả có cảm nhận đó hay không có cảm nhận đó thì các bạn hãy cứ tận hưởng mối quan hệ đó hết lòng. Còn nếu trong trường hợp bạn e ngại rằng bạn sợ tổn thương, bạn sợ đau khổ, mà bạn lại ra một quyết định có dấu hiệu gì đó trục trặc là ta sẽ chia tay trước, chúng ta sẽ đá đối tác trước để chúng ta không bị tổn thương, như thế không bao giờ bạn có thể tận hưởng được một mối quan hệ nào đó mà hết tình, hết nghĩa, tới bến và tận cùng của cái tình yêu thương. Bởi thực chất ra, cái chuyện mà chúng ta nhận được tình yêu thương từ người khác nó cũng ngang bằng và cân xứng với việc là chúng ta chia sẻ và trao đi cái tình yêu thương của chúng ta cho người khác. Không phải cái việc mà nhận tình yêu thương, sự quan tâm từ người khác mới là hạnh phúc, mà chúng ta có đối tác, có đối tượng, có người, có nơi chốn để mình yêu thương, gửi gắm, trao cái sự quan tâm cho đối tượng, đối tác đó, thì đó cũng là một hạnh phúc rất sâu sắc. Cho nên nếu bạn đang ở một trong bạn đang ở trong một cái mối quan hệ yêu đương, falling in love, nếu bạn đang có những cái mối thiện cảm hoặc cái sự để tâm để ý đặc biệt nào đấy đối với một ai đó, hãy sống hết lòng, hãy trao gửi hết trái tim. Chắc chắn chúng ta sẽ nhận được những cái sự chân thành, những cái sự yêu thương, những cái trái ngọt từ đối tác của mình.